Cuối tháng 12 năm 2022, nhà máy thức ăn chăn nuôi Thành Đô được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động tại khu kinh tế Đông Nam, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nhà máy này ứng dụng công nghệ mới nhất trong khu vực, tự động hoàn toàn, số người làm việc trong nhà máy rất ít. Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thành Đô được xây dựng trên diện tích gần 3 hectare với công suất thiết kế 96.000 tấn trên năm, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Quan điểm của Thành Đô là sản xuất thức ăn chất lượng cao nhất, tốt nhất. Thì để phục vụ cho trang trại nhà mình, thì công suất nhà máy đang dư thừa thì phục vụ cho bà con trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hiện tại thức ăn Thành Đô bạn đi được ra đến Hà Nội, rồi là Hòa Bình, rồi Nam Sách, Hải Dương, Hà Nam, rồi bạn vào đến tận Huế rồi. Một trong những yếu tố quan trọng giúp công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Thành Đô đạt được sự thành công này là sự đầu tư vào công nghệ hiện đại. Trong quá trình tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho nhà máy, công ty Thành Đô quyết định lựa chọn công nghệ của tập đoàn Skill đến từ Đan Mạch. Trước khi đầu tư vào nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thì tôi cũng đi tham quan ở nhiều nhà máy. Cái hàng của Skill á, thì đặc điểm của nó là độ bền nó cao và độ chính xác nó cao, cho nên là khi vận hành là thích. Chúng tôi ưu tiên phát triển những cái giải pháp để giảm tối thiểu tiền xây dựng các cơ sở vật chất, các cái kết cấu nhà xưởng cho chủ đầu tư bằng cách bố trí thiết bị theo phương nằm ngang, nằm trên nền nhà. Ở đó nó có hai cái lợi. Cái lợi đầu tiên là chi phí xây dựng sẽ được giảm đi tương đối nhiều, bởi vì cái chi phí xây dựng về kết cấu rất là lớn trong một bất cứ công trình nào ở tại Việt Nam. Thứ hai nữa, nó rất là dễ dàng cho người vận hành trong quá trình sử dụng. Người ta có thể giám sát, quan sát thiết bị của mình vận hành trong bất kỳ góc cắt nào, không cần phải leo lên trên cao hoặc là không cần phải chui xuống dưới những cái vị trí hầm thấp. Trong cái thiết bị vận hành chúng tôi thiết kế làm sao cho trong nhà máy ít người vận hành, càng ít càng tốt. Và đó là một cái lợi ích rất lớn khi chúng tôi áp dụng giải pháp của Skill tại Việt Nam này. Since Skill was established in 1877, we have expanded to many countries. One of them is Vietnam. We see great potential in Vietnam and we have pursued many good opportunities. One of them is the Thành Đô facility. Công ty Skill đã đem kinh nghiệm thiết kế, xây dựng và lắp đặt nhà máy sản xuất cám hàng chục năm tại châu Âu để cùng Thành Đô xây dựng những giải pháp toàn diện và tối ưu nhất. Như các bạn thấy đó, phía sau lưng tôi đây là hệ thống pin chứa nguyên liệu và hệ thống định lượng nguyên liệu đều nằm trên một mặt sàn. Tiếp theo đó, các bạn có thể thấy bên cạnh tôi đó là hệ thống nghiền và vi lượng. Tất cả cũng đều nằm trên mặt sàn để bảo đảm được rằng công tác vận hành, kiểm soát và bảo trì bảo dưỡng là đơn giản và dễ kiểm soát nhất, nhằm duy trì hệ thống vận hành ở hiệu suất cao và chất lượng ổn định nhất. Công tác bảo trì bảo dưỡng luôn được chúng tôi ưu tiên và quan tâm bố trí. Và chúng tôi tin chắc rằng với việc triển khai hiệu quả công tác bảo trì bảo dưỡng thì hệ thống sẽ được vận hành một cách rất là hiệu quả và đem lại rất nhiều lợi ích cho chủ đầu tư sau này. Skill là nhà cung cấp hàng đầu cho các thiết bị nghiền thức ăn chăn nuôi. Máy nghiền đĩa của Skill đã được giới thiệu và trao giải tại triển lãm Acromec tại Đan Mạch vào năm 2000. Và từ đó, hàng ngàn máy nghiền đĩa đã được đưa vào hoạt động cả ở Đan Mạch và nhiều nước khác. Tại Thành Đô, máy nghiền đĩa này được lắp đặt với công suất 12.000 kg trên giờ, giúp nhà máy nghiền các cấu trúc khác nhau của nguyên liệu đầu vào và có thể thay đổi độ mịn trong quá trình nghiền. Với việc ứng dụng máy nghiền đĩa này trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, cộng với hệ điều khiển trung tâm của Skill, chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt các thông số về độ mịn của nguyên liệu sau khi nghiền, độ hoàn thiện của sản phẩm cho từng loại sản phẩm, cho từng độ tuổi vật nuôi khác nhau, và hệ thống sẽ hoàn toàn tự động điều chỉnh theo các yêu cầu đó mà không cần sự can thiệp thủ công nào. Điều này rất là quan trọng trong vai trò chăn nuôi hiện đại, bởi vì nhất là đối với các trang trại lớn sử dụng các nguồn giống chất lượng cao có đòi hỏi kỹ thuật cao. Việc này sẽ không những giúp cho duy trì được sức khỏe vật nuôi mà còn giúp tối đa dinh dưỡng nhằm đáp ứng cho sự phát triển của vật nuôi một cách hoàn hảo nhất. Qua đó giúp chủ đầu tư
cũng giống như chủ trang trại có khả năng thu hồi vốn cao hơn mức bình thường có thể làm. The FlexMix Pro system is a complete control system of all tasks from intake of raw material to the feed is ready. When producing feed, you have to balance many important parameters such as traceability, quality and consistency. All tasks are handled by the FlexMix Pro. If any adaptations to your facilities or any changes or any problems should occur, then we can handle these remotely from our headquarters in Denmark or from our offices in Vietnam, making it a very cost-efficient system. Với việc thiết kế nhà máy theo chiều ngang, chi phí đầu tư cho nhà máy Thành Đô đã giảm đi rất nhiều và thấp hơn so với các hình thức sản xuất hiện hữu trên thị trường hiện nay. Cùng với đó, hình thức vận hành nhà máy tự động và hiện đại cũng hỗ trợ Thành Đô tiết kiệm chi phí nhân công và giảm thiểu những vấn đề và rủi ro tại nhà máy. Cái phần mềm của họ thông minh, họ rất là thông minh. Thông minh cái chỗ là nguyên liệu thô cùng cân tự động, nguyên liệu trung lượng tức là cùng tự động, vi lượng tự động, cho nên sản phẩm của mình là tuyệt đối là ổn định về chất lượng. Sử dụng cái dây chuyền của CEO, các cái bình hư hỏng vặt là ít, được cái là tiết kiệm được điện năng. Tức là mỗi cân cám nhà máy này sản xuất nó chỉ hết 55 đồng tiền điện, còn những cái công nghệ khác thì nó có thể trăm hơn trăm đồng, thì giảm giá thành để mình cạnh tranh tốt. Cái nhà máy này mục tiêu là sản xuất cho trang trại mình là chính, mà thành ra là chọn sợi cái Âu vì giờ được trải nghiệm rồi thì thấy chất lượng về máy móc, về phần mềm, về cạo thì là rất ok, là vì nó mang lại sản phẩm tốt được. Nó giống như mình nấu nồi cơm, cái nồi mà tốt thì cơm ngon, nồi mà kẹm thì cơm kẹm thôi. Thế cái này nó tốt, thành ra là sản phẩm của mình định vị đến thị trường là loại sản phẩm đặc biệt tốt.